Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop giày si Tuấn Hương nhá. Hôm nay thì shop giày si của em soạn hàng lên báo giá cho mọi người một lô giày giày tây nhá mọi người nhá. Giày tây, giày thể thao full hiệu. Trong đấy có cả giày cầu lông nữa. Các bác xem kênh thì ưng mẫu nào chốt đơn thì chụp mẫu lại gương và gửi qua Zalo cho em. Số Zalo là 0987 785608 hoặc là 0963609094 nhá. Số điện thoại ở trên màn hình ạ. Và các bác mua hàng thì mọi người sẽ chuyển khoản cọc là 100. Bên em nhận hàng, bên em nhận cọc và bên em đi đơn. Mọi người gửi lại, gửi địa chỉ thông tin, số điện thoại, tên người nhận giúp em nhé. Em lên mã đầu tiên này. Đây là một đôi giày có mã là V30, hiệu XQL, giày của Anh. Đế là man sát chống chân trượt còn rất là tốt này. Size 255 nhá, nó sẽ tương đương với là size 41. Lót bên trong vẫn còn jean hiệu XQL. Giày màu nâu gụ nhá, rất là sang xịn. Đôi này thì có điểm nhấn đấy là hình cái lơ được buộc ở đây ạ. Thì trông nó hơi điệu hơn một chút thôi. Các bác mặc quần Âu sẽ rất là đẹp nhá. Giá cho em nó là 300 nhá mọi người nhá. Giá 300. Nên cho em một đôi giày có màu vàng rất là đẹp. Đôi này giày Hàn Quốc nhé. Size là 255, cũng là 41 luôn. Siêu nhẹ. Đế thì tình trạng hơi mòn một chút nhá. Nhưng mà ma sát còn rất là tốt. Da bên trên là được làm từ chất liệu làm từ da bò xịn. Thế nên là nó rất là bền. Size 41 nhá. Đế hơi mòn em sẽ giảm luôn cho các bác, giá là còn 250.000 thôi này thôi. Mã V32 size 41 giá 250.000. Lên cho em một đôi giày lười ạ. Đôi này hiệu là Misope nhá. Hôm nay em sẽ đánh mã V. Đánh mã V. Mã là V33 cho đôi này nhá. V33. Đôi này thì tương đương với là size 42. Chiều dài bàn chân 27 sen, màu của nó là màu nâu gụ nhưng mà thiên về màu tím. Tím nâu. Hiệu Misope, giày hiệu Hàn Quốc, size 42. Giá cho em nó hôm nay trên live giá là 350.000. Da độ mới cao, rất là đẹp. Lót jean, đế jean. Lên cho em một đôi giày thể thao vặn cót ạ. Đôi này là của thương hiệu The North, The Red Face. The Red Face nhá. Size 255 hiệu Hàn. Tương đương 41 ạ. Đế ma sát chống chân trượt còn rất là tốt luôn. Giày này đẹp ạ. Size 41, chiều dài bàn chân 26, mã V31 giúp em, giá cho đôi này là 300. Hiệu The Red Face. Hiệu Hàn nhá mọi người nhá. Nó là cùng hãng với cả cái thương hiệu The North Face, chuyên bán những cái thể loại áo gió, áo gió, áo lông vũ, quần áo hay là giày dép của Hàn thì nói chung là nổi tiếng rồi mọi người ạ. Lên cho em mã tiếp theo. Đôi này rất là đẹp ạ. Đôi này giày của thương hiệu Nike, đế bằng dòng Nike Air Force. Size là 41 giúp em ạ. Size 41 hiệu Nike. Chiều dài bàn chân 26 sen, rất là đẹp. Mã là V34, size là 41. Giá cho đôi này là 350.000. 350.000 nhá mọi người nhá. Phun da màu trắng. Được mix với cả màu xanh than, dáng thể thao, đế bằng.
Đôi này thì trông rất là trẻ trung, mọi người có thể phối với cả đôi này với cả quần jean hay là quần kaki đều được, đều đẹp nhá. Lên cho em một đôi giày. Đôi này đấy hơi bẩn một tí ạ. Còn lại rất mới. Hiệu này của thương hiệu Landino. Mẫu này là hiệu của Tây Ban Nha nhé. Size cho em nó, đôi này là size 42. Đế hơi bẩn. Còn lại thì ma sát chống trơn trượt còn tốt, lót da. Giày đôi này được mix giữa da và da lộn nhé. Rất là đẹp, mã V35, size là 42. Đế hơi mòn nhá, em sale cho mọi người giá 300. Bình thường đôi này giá phải bán 600. Đôi này rất đẹp luôn, mới. Màu pha phối cũng cực đẹp nhá. Mặc quần kaki mẫu này sáng màu tối màu đều có thể mặc được nhá. Mặc quần jean cũng đẹp cơ. Mỗi tội là cái đế của nó hơi bẩn một chút. Thì mọi người nếu mà đi thì mọi người vệ sinh lại ấy, thì là nó sẽ sạch ấy. Tại vì bình thường ấy, bên em bốc kiện ra là hàng như thế nào là em bán như thế thôi. Thế nên là em không vệ sinh nhất các thứ thêm, mọi người về mọi người vệ sinh. Còn trước khi gửi là em cũng sẽ vệ sinh qua cẩn thận cho các bác trước ạ. Em lên mã tiếp theo ạ. Lên một đôi Rolex. Đôi này là giày cầu lông nhá, size 42, hiệu Nhật ạ. Giày cầu lông. Mã cho đôi này là V37 nhá. Size là 42, V37, giày cầu lông hiệu Nhật. Hiệu Rolex ạ. Giá cực kỳ tốt luôn, 700. Đôi này bình thường cách đây khoảng 2 tuần trước em mà bán, em toàn bán giá 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu, 1,2 triệu cho giày Rolex nhá mọi người nhá. Còn các hãng khác thì bán giá trung bình khoảng 700-800. Nhưng mà hàng này em lấy được 70 đôi nhưng mà bán hết sạch rồi, còn một vài đôi thôi. Em bán giá tri ân nốt cho mọi người ạ. Hàng này bán giá 700 là không có lãi luôn mọi người nhá. Bán giá 700 không có lãi cho đôi Rolex này. Chiều dài bàn chân cho đôi này là 27 cm ạ. Hiệu Rolex. Trước đấy em bán toàn 900, 1 triệu thôi. Các bác có thể xem lại clip của em. Không lại bảo là con này nó thách nhá. Hàng này thì còn có vài đôi thôi, em xả nốt đấy ạ. Lên cho em mã tiếp theo. Đây cũng là một đôi Rolex. Size của em nó là size 43 mọi người nhá. Giá cho em nó, đôi này thì đẹp hơn cái đôi màu xanh lúc nãy. Nói thẳng luôn, đẹp cực kỳ. Đẹp hơn cái đôi màu xanh lúc nãy nhiều. Đế cũng còn mới này. Ma sát chống trơn trượt còn tốt này. Giày màu trắng, hiệu logo Rolex được ở đây. Đằng sau Rolex này. Chiều dài bàn chân là 275, tương đương với là 43 đấy ạ. Giá cho em nó là 750.000. Đôi kia em bán 700, đôi này em bán có 750.000 thôi. Trên nhau mỗi 50.000 thôi. Mà đôi này đẹp hơn đôi kia ạ. Bác nào đi vườn thì mọi người lấy ạ. Cái đôi màu xanh kia thì nó sẽ sạch hơn, còn màu trắng thì đi mọi người sẽ cần phải giữ gìn ý. Nhưng mà Rolex thì nhà em không còn nhiều đâu. Còn có khoảng chắc là khoảng 4-5 đôi gì đấy thôi ạ. Không có đủ size đâu ạ. Em lên mã tiếp theo. Đây là một đôi trekking. Giày này là cho các bác chuyên đi leo núi ạ. Size 38 năm. Giày nữ, hiệu World Cup của Hàn Quốc. Dòng này là dòng chuyên leo núi nhá mọi người nhá. Chuyên leo núi, chuyên đi phượt ạ. Anh nào hay là chị nào ấy hay đi du lịch ấy thì mọi người có thể là giữ cái đôi này lại, xong rồi đến mùa du lịch thì mình đi nhá. Đôi này giá 400, mã V39, size 38.5 ạ. Giá là 400.000, quá là rẻ luôn. Mọi người mua một đôi trekking ở bên ngoài cũng phải rơi tầm khoảng 1,5 triệu, 1,8 triệu nhá. Giá 400, mới keng luôn ạ. Tiếp theo ạ. Em lên cho mọi người một đôi giày cầu lông tiếp theo. Đôi này là có màu vàng gold nhá. Màu vàng gold này, rất là đẹp nhá.
màu vàng gold pha đen, hiệu là Speedless. Mẫu này cũng là hiệu của Nhật đấy ạ. Cái này thì màu vàng gold rất là sang xịn. Đế ma sát chống chân trượt còn rất là tốt, giày này đế cầu lông. Size 275 tương đương với là 43 nhá. 43. Mã V40 size 43, giá trên này là 650.000. 650 nhá. Hàng này chắc là sang năm không dám nhập nữa luôn, bởi vì là nhập giá cao lắm mà bán hàng này không có lãi mọi người ạ. Khách nhà em cứ nhờ lăn lỉ mãi, lấy hộ mãi ấy. Thì thành ra là tiện lấy thì lấy được có 70 đôi. Nhưng mà bán hết rồi, bây giờ còn khoảng chắc là hơn chục đôi thôi ạ. Thế đây là em mới xả nốt, nhưng mà chắc là hàng này sang năm không dám nhập nữa. Nhập cao lắm mà bán không có lãi. Lúc đầu bán 900 một triệu thì mọi người kêu đắt ấy, nhưng mà bây giờ em bán gọi là dưới giá gốc nhập rồi mà mọi người, thế nên là mọi người mới lấy đấy. Bình thường là ví dụ bán 1.900.000 là mọi người phân vân, nhưng mà bây giờ bán 6-700 là mọi người mua rất là nhiều, nhưng mà 6-700 là bên em không có lãi. Đấy, phải chia sẻ thật với cả mọi người như thế. Thế nên là chắc là sang năm thì thôi em không nhập hàng cầu lông với cả bóng chuyền này đâu mọi người ạ. Nhiều bác cũng hỏi giày tennis lắm, nhưng mà mấy cái hàng này khó săn lắm mọi người. Đôi này size 250, hiệu Soda, phun da màu trắng đẹp không? Lót jean hết luôn ạ. Đôi này dáng trẻ trung cực kỳ luôn. Đế ma sát chống trơn trượt còn rất là tốt. Mũi giày và gót giày còn rất là đẹp. Size 41, à size 40.5. À, đôi này giá cho mọi người là 400 nhá. Mã V41 giúp em. Bác là ưng chút mã V41 giúp em. Hồi mới lấy về ấy, thế nên là bán cái đôi Rolex giá 1.1 triệu. Khách kêu trời kêu đất, khách bảo là giá cao quá, nhưng mà vẫn mua. Nhưng mà nói thật mọi người là bán giá 1.1 triệu thì không, cũng vẫn chưa có lãi ấy mọi người. Bây giờ là nhập hàng khó lắm rồi, mấy cái hàng này khó lấy lắm ạ. Đôi này size 44, hiệu của Hàn Quốc, Made in Korea, phun da màu trắng đế bằng, lót bên trong đây ạ. Size 44, mã V42, size 44. Giá cho đôi này là 300 nhé, hiệu Hàn. Lên cho em mã là R. Đôi này giày màu tím phớt hồng nhá, tím pha phớt hồng. Đôi này giày của thương hiệu Rosento ạ. Mã cho đôi này là V43, V43 hiệu Rosento ạ. Đôi này size 36 nhá, chiều dài bàn chân 23 giúp em. Giá cho đôi này là 400. Hiệu Rosento là của Nhật nhá. Đôi này thì mới keng luôn ạ. Giày vặn cót, điều chỉnh dây rất là dễ, chỉ việc ngồi xuống và thỏ chân thôi, không phải buộc dây ạ. Đế này. Đấy, đôi này các bác leo núi đi phượt cũng ok, ma sát chống chân trượt còn rất là tốt. Giày thì không hề nặng đâu nha, đi rất là nhẹ êm chân. Giá là 400 ạ. Giá 400. Lên cho em một đôi giày da này. Đôi giày da, đôi này size là 41, 5 thích 42 đi được vừa nhá. Nhưng mà nếu mà đi đẹp thì chân 42 đi là đẹp nhất. Chiều dài bàn chân là 27cm ạ. Giày phun da. Hiệu của nó là Alomut Footwork. Giày chuyên đi bộ, size 265, 42 đi đẹp nhá. Chiều dài bàn chân 27cm. Lên cho em mã V44, size 42, giá 300. Giá 300.
lên cho em một đôi xanh than pha đỏ, hiệu của nó là Gozek. Gozek là của Anh nhá. Đôi này màu xanh tím than, điểm nhấn của nó là lớp vải canvas đỏ trắng, đỏ trắng xanh được pha ở đây tạo điểm nhấn, trông khá là trẻ trung. Phun ra đế đôn đằng sau khoảng 3 phân, rất là cao, hiệu Gozek của Anh nhá. Size cho em nó là size 41, nhưng mà chân này 415 đi là sẽ đẹp ạ. Mã V45 size 415 là chiều dài bàn chân 265 đấy, 26,5 cm đấy các bác. Giá 300 nhá, hiệu Gozek của Anh. Lên cho em mã V45, V45 ạ. Lên cho em một đôi Tendi hiệu Hàn. Đôi này có màu ghi nhá mọi người nhá, ghi, xanh ghi. Size là 41.5. Size là 42 đi, đẹp nhá mọi người nhá. Hiệu Tendi của Hàn. Đế này dáng dày lười nhưng mà có thiết kế bục dây ở đây nhá. Dây thì làm chỉ nổi màu trắng, thế nên là trông cái đôi giày nó sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều. Size 42, giá chiếc này là 400. By Tendi, mã V46, hiệu Hàn Quốc ạ. Tình trạng giày độ mới tốt nhá. Lên tiếp ạ, lên cho em mã V47. Đôi này mã V47 nhá. Đôi này giày Âu. Dáng giày thì Oxford nhưng mà kiểu dáng là của giày Tây. Size 260 ạ, tương đương 415 nhá. Hiệu Zizia. Đế này có ma sát chống chân trượt. Mẫu này hiệu của Tây Ban Nha. Hiệu của Tây Ban Nha nhá mọi người nhá. Lên cho em mã, đôi này là mã V47 ạ. Size 415. Giá cho đôi này là 300 mọi người nhá. Và đôi này thì cũng là mã cuối cùng trong chương trình live hôm nay của nhà em ạ. Các bác xem kênh ưng mẫu nào, chốt mã nào thì vui lòng chụp màn hình lại gửi qua số Zalo 0909639094 nhá. Số điện thoại ở trên màn hình giúp em ạ. Các bác đi qua nhìn thấy kênh, yêu thích kênh thì cho em xin một nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình nhá. Em xin phép chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bác ở trong video tiếp theo nhá. Em xin phép tắt máy ạ.